Thì anh Phương chuẩn bị anh lên hai cái cây bạch đằng cặp rồi nha, mà nó cũng khá cao, người khá to nha, nó nằm có nguyên đường dây điện vô luôn nha. Này là cục điện tôi trồng bằng cục sắt nha, nó có nguyên đường vô nè. Đi tưởng là tránh cắt lên nhiều dữ, nằm nằm hoài.
Rồi rồi. Này cũng chơi wifi. Nó dùng chỗ cái ấy à. Đúng rồi, cái cây bên đây nha bạn. Thang từ từ nữa. Rồi chạy qua đi, chạy qua đi. Xiết qua. Mình nhấn cho nó chắc phải chiều gần rồi mà. Đoạn chiều nhắn nhau à. Thứ tư không có cho treo các bạn, vì là thứ tư cũng hạ gốc luôn. Nhìn anh Phương xuống luôn các bạn. Tự hạ gốc nha bạn.
Rồi, mình cặp kinh luôn các bạn. Giờ chúng tôi xuống theo 6 dây nặng nối rồi gịch bên đó luôn các bạn. Gịch nó nằm theo cặp cái này luôn. Chúng tôi cũng hạ luôn rồi. Nghe hướng luôn rồi, nghe cây nãy luôn. Đò đâu? Đâu có. Rồi. Hai cây cặp xong luôn nghe bạn. Qua tới bên đó mình kéo qua luôn. Rồi, mình xin kết thúc cái clip này đây nha các bạn. Hẹn các bạn cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Nằm cặp mé hết luôn các bạn. Tại vì nãy mình mé bớt mình cho nó nằm xuống đây nó không có hư chuối nhiều quá. Chứ sợ nó quét được dây điện này nè. Đường dây điện nó vô.